video trước mình đã giới thiệu với các bạn về cái dự án PAAQ. Thì ở cái video tiếp theo này mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn thông tin về cái dự án này qua cái bản white paper của dự án. Thì ở phần mở đầu, nó là một cái nền tảng thành phố xanh thông minh và được kết nối, thì nó sẽ chống ùn tắc giao thông trên toàn thế giới và ô nhiễm thông qua một cái nền tảng thành phố xanh thông minh. Và đây là cái phần nội dung của nó này. Cùng đi qua một chút về cái phần tổng quan của dự án, thì nó sẽ sử dụng cái chuỗi khối IoTA và cái Ethereum hợp đồng thông minh và thiết bị bị IoT và ứng dụng đỗ xe trong cả thời gian thực. Cái dự án này nó sẽ đảm bảo cái tính công bằng nhờ các hợp đồng thông minh bất biến trên cái chuỗi khối Ethereum và hoàn toàn minh bạch đối với người dùng đô thị và nhà cung cấp đỗ xe của chúng tôi, thì nó sẽ thanh toán an toàn và được kiểm toán đầy đủ thông qua cái token hệ tiện ích của chúng tôi là cả PAAQ. Thì một cái nền tảng phát triển thành phố sáng tạo, thì cái giải pháp của nó là phổ phát cho các thành phố thông minh, thì các dịch vụ của nó được chia ra những cái ứng dụng đỗ xe park sen thời gian thực của chúng tôi. Thì trong đây nó có một cái bản MPV khiêm tốn đã tồn tại và nền tảng thành phố xanh thông minh và kết nối, thì bằng cách nó sử dụng cái blockchain trong một cái Ethereum, các hợp đồng thông minh một cách phổ quát và một loạt các thiết bị IoT, thì chúng tôi sẽ tạo ra một cái nền tảng phát triển với thành phố bền vững và thông minh. Với các dữ liệu thu thập được thì chúng ta sẽ có thể chiến đấu lại chống lại các mức độ tắc nghẽn giao thông ngày càng tăng và ô nhiễm gây tổn hại đến cuộc sống ở các đô thị lớn một cách thành phố nhỏ này. Thì ứng dụng đỗ xe Park Sen sẽ sử dụng cùng cả dữ liệu đó để hướng dẫn các lái xe đến các điểm đỗ có sẵn và giá cả phải chăng, trong khi các đô thị, nhà để xe, công ty và những khách hàng khác trong cái nền tảng thành phố có thể sử dụng cái dữ liệu để cải thiện cái cơ sở hạ tầng riêng của họ. Thì các được cung cấp bởi các token PAAQ, thì token tiện ích đa chức năng của chúng tôi nó sẽ là một cái token có thể dựa trên để chi tiêu và kiếm được cả trong cái ứng dụng đỗ xe và cái nền tảng thành phố xanh thông minh được kết nối để cả trả tiền đậu xe và sử dụng ứng dụng đỗ xe Park Sen, và tài xế có thể định vị dự trữ thanh toán tiền đỗ xe của họ trước khi rời khỏi nhà các ứng dụng, sau đó dẫn đến họ theo con đường nhanh nhất có thể. Thì nó còn dùng để cả thanh toán cho thiết bị này, sử dụng cái nền tảng thành phố xanh thông minh kết nối đô thị, nhà để xe và công ty có thể mua tích hợp các nâng cấp các hệ thống phần cứng và từ các đối tác của chúng tôi, thì bạn có thể kiếm được bằng cách thu nhập dữ liệu tất cả các người dùng, nếu có thể kiếm được cái token PAAQ bằng cách cái thu nhập dữ liệu của mình và gửi về tình trạng tắc nghẽn ô nhiễm địa phương, tình trạng có sẵn của chỗ đỗ xe và nhiều khảo sát khác, thì có thể kiếm tiền bằng cách cho thuê các điểm đỗ xe, sử dụng cái nền tảng thành phố xanh thông minh được kết nối tất cả các thành phố có thể kiếm được cái token bằng cách đăng ký thuê các địa điểm đỗ xe công ty và cá nhân thuộc về họ. Thì cho đến nay với sự tiến bộ của cái dự án này thì các bạn có thể đầu tư để đảm bảo cái sự phát triển mạnh mẽ lành mạnh của cộng đồng, thì chúng ta có thể có các thành phố tham gia cùng chúng tôi quyết định cái token của nó, thì sau khi xem xét cẩn thận thì họ sẽ bắt đầu làm cho cái điều này thông qua các mục tiêu dài hạn của nền tảng và ứng dụng đỗ xe. Cái dự án này nó sẽ biến cái giấc mơ thành hiện thực, cái con đường của chúng tôi là đến với các thành phố xanh thông minh và được kết nối. Nó sẽ phát triển những cái ứng dụng trên Park Sen Cloud và những cái bản beta của Park Sen và cái ứng dụng đỗ xe. Và ngoài ra nó còn nghiên cứu về các nền tảng thành phố xanh thông minh được kết nối và thuê các thành viên bổ sung hướng tới cái chương trình ICO và phát triển cái thiết bị IoT cho cái giải pháp đỗ xe thông minh, thiết lập văn phòng và mở rộng đội để mở rộng toàn cầu, bắt đầu cái nền tảng của nó trên cái bản beta. Thì ưu điểm của nó là thông tin về cái thời gian thực luôn luôn biết nơi có để tìm thấy gần nhất, sẵn sàng giá cả phải chăng cho bãi đậu xe này, thì chia sẻ dữ liệu và chỗ đỗ xe có sẵn tắc nghẽn giao thông, phương tiện ở địa phương và cái mức độ ô nhiễm để kiếm được những cái token. Thì cái dự án nó sẽ đổi mới liên tục, trực tiếp thử nợ từ các IoT và các giải pháp Smart Parking khác khi chúng được phát triển và phát hành. Về ưu điểm cho các nhà cung cấp thì dịch vụ nó sẽ được nâng cao. Đây là cái roadmap của dự án này. Này, thông tin về token. Tổng cung của nó là 1 tỷ token. Cả token có tên mã là PAAQ, chạy trên cái nền tảng ERC20.
và bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 và bán trong 1 năm này, token có giá 0,1 đô, hashcard là 19,5 triệu đô. Tổng token chia đây là cái phần phân bổ token. Đây là đội ngũ tem của dự án này. Đội ngũ cố vấn. Thì đó là thông tin về cái dự án PIRQ. Các bạn có thể truy cập vào cái website PIRQtoken.com để đăng ký mua cái ICO này. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.